Và câu chuyện cuối cùng trong series những backstory đôi cho hai nhân vật D&D là câu chuyện của Liz và Ricky. Đây là những câu chuyện được bọn mình viết nên nhân dịp Valentine vừa rồi trong Discord server chơi D&D của bọn mình. Cái chết sẽ không thể chia lìa chúng ta được nữa. Tròn tỉnh sau khi nghe thấy giọng nói ấy văng vẳng đâu đó đu trong đầu mình. Gương mặt trong hoàng hốt đến độ như có người vừa kéo mặt đất đi mất. Ôi, chàng trai tuấn tú, đẹp mã ngày nào. Giờ chỉ còn là một cái thân tàn tạ trước sự khóc liệt của những dòng ký ức. Anh ta quay qua quay lại, thở hắt một hơi trước khi bờ lấy chai rượu còn đâu một nửa và nốc xuống cổ họng mình. Mặc cho nó có gian rát như lửa đốt âm ỉ, anh ta mệt mỏi ngả lưng xuống cái giường kêu cót két, ngửa mắt lên nhìn trần nhà. Anh nhớ về cô. Khung cảnh thay đổi, anh thấy trước mắt mình là khu rừng xưa, nơi mà anh từng sinh ra và lớn lên. Anh thấy mình năm đó còn nhỏ bé, vui mình trong lòng người mẹ. Đằng sau là vô vàn những bóng đen chỉ trỏ và nói những thứ anh không thể nghe thấy một quá khứ anh không muốn nhớ lại cho lắm Nhưng khi nhìn sang Anh thấy có một cô bé chạc tuổi mình Bám theo sau người cha cao lớn với đôi tai nhọn hoắt Anh nhận ra là cô Là cô gái của mình Nhưng anh tự hỏi tại sao những bóng đen của anh cũng xuất hiện bên ảo mộng với cô Cô ấy hoàn hảo tới vậy Mà cũng có người nói ra nói vào sao Đôi mi nặng trịch khẽ chấp lấy một nhịp Cảnh vật có tư chút thay đổi Vẫn là khu rừng đó Nhưng chúng chìm trong biển lửa loạn lạc Tiếng người dân vô tội chạy toán loạn Tiếng căng dây cung và những câu chửi rủa đất tiên tộc Xa xa anh thấy bóng dáng lũ hắc tiên đang cười hả hê Đứng bên trên những chất thùng chất đống là của cải của bà con Quả là lũ khốn nạn Anh thấy mình đang vừa chạy như xe gió Vừa kìm chặt nước mắt như không muốn nó chảy ra Đôi mắt anh cay xe vì khói Nhưng vẫn không cản trở nổi tốc độ ấy Bỗng cơ thể anh nhói lên một chút Rồi cơn đau lan tràn đi khắp cơ thể Bụi tên của bọn Drow đã xuyên lầm mấy lỗ trên người anh mất rồi Bạn vật như chìm vào bóng tối anh cảm giác như có một sợi dây thắt quanh bàn tay mình sắp có kẻ nào đó cắt đi. Là ả à đàn bà với chiếc áo lông quạ. Nhưng ả à, trần trừ rồi biến mất. Anh nhìn lại lần nữa là cô. Lúc ấy còn là những năm trong đội cảnh binh đang cố gắng chữa trị cho anh và nguồn năng lượng đó đã đẩy lùi mụ quạ đi xa. Anh bật cười ngờ ngạch cứ ngỡ năm đó bản thân may mắn nên mới sống được thêm một mạng. Sự xáo trộn không gian và thời gian lần nữa hiện hữu anh thấy mình đứng trên sàn gỗ của một tử quán trong tay là một cây sáo thân quen anh đã không dùng nó trong hai năm nay rồi liền vui vẻ thổi một điệu Anh thấy cô một lần nữa Ngồi bên quầy đợi vại bia của mình Quay sang vỗ tay hưởng ứng với bài sáo của anh Anh nhìn cô đã không còn đeo chiếc quân huy đẹp đẽ ấy nữa Cô đã rời bỏ đội cảnh binh rồi Dòng thời gian tôi nhanh Chỉ thấy hai người nói cười với nhau trong vài giây Trước khi cùng nhau giật lấy một tờ nhiệm vụ Anh im lặng nhìn những cuộc phiêu lưu của anh và cô Hồi mà cả hai còn là một cặp ăn ý Dường như Việc nhìn ngắm những lần cô đâm chè mấy con quỷ hay bè lũ xấu xa bản thân đứng sau khích lệ bằng những bài hát hoành tráng là chuyện không bao giờ chán đối với anh. Tuy đi với cô cảm giác thật an tâm, nhưng lúc này lại không còn nữa. Anh và cô đụng độ một tên Lich. Vẫn như thường lệ, cô đánh thẳng, anh hỗ trợ, nhưng tên này khó ăn quá. Anh nhìn cuộc chiến trước mắt, im lặng cho tới khi thấy bóng hình mình ngã quỵ dưới nền đất xám xịt. Anh đã tử trận trước thứ phép đen tối của tên Lich ấy, nhưng cô thì chưa. Adelis lần nữa nhìn thấy người đàn bà quạ đứng đó, nhưng chưa phải lúc bà đến để dắt anh đi bà đến để trợ giúp và albina đã thật sự chiến thắng chuyện xảy ra tiếp theo anh cũng không còn nhớ chỉ biết rằng lúc tỉnh dậy đã thấy cô ở cạnh bên chăm sóc anh dành một ngày ở bên cô rồi lại nói chuyện như hồi mới quen thật hoài niệm anh choàng tỉnh đã hai năm trôi qua kể từ lúc anh lần cuối gặp cô thật kỳ lạ khi cô ấy biến mất mà không để lại một câu nói nào cả anh nhớ cô bật khóc giữa trời đêm trong khi bên cạnh là một cái lông quạ và hình bóng của người thiếu nữ đã ôm lấy anh từ khi nào. Thông tin nhân vật Nhân vật của Liz là Albina Persephone, Shadow Magic Sorcerer 8, Offbreaker Paladin 6 và Hexblade Warlock 3. Nhân vật của Ricky là Adelis Dimitri, College of Whispers Bard 8 và Hexblade Warlock 1. Một cuộc tình éo le với sự nhúng tay của Raven Queen, vị thần của cái chết trong Lord D&D. Câu chuyện này đoạt giải nhất trong số các backstory đôi ở server bọn mình.